của anh Tân. Anh là một cái người hát tình ca rất là nhiều. Trong tất cả những cái chuỗi tình ca thì có những cái bài tình ca mà nó liên quan đến một chút xíu nửa tình ca nửa thân phận, thì nó lại làm cho em cảm giác giống như là anh hát cho chính mình. Nhưng cái điều đó nó đặc biệt ở cái chỗ là cái người nghe người ta tại lại thấy mình ở trong đó. Ví dụ như những cái bài hát Em Gái Quê Mình hay là những cái bài hát Quán Bên Đường, thì trong tất cả những cái chuỗi bài hát mà nó nửa tình ca với lại nó nửa thân phận của mình đó, hoặc là cái tình ca nói chung, thì anh có một cái bài hát nào mà anh đặt hết, anh thấy mình ở trong đó và anh không muốn hát gì đó cho ai mà người ta vẫn cảm nhận được? Lâu lắm tôi nghe được cái câu hỏi mà tôi khá thích thú. Họ chỉ nói là cái giọng tôi sang nghe nó buồn mênh mông, buồn mang mát. Và cái từ mang mát đó thực ra là nó đang ẩn chứa những gì mà tôi đang mong muốn, những cái gì tốt đẹp nhất, không chịu tình yêu trai gái lứa đôi mà nó còn hơn thế nữa. Mà tình yêu trai gái thì mình đã không có thời gian mình nói rồi, thì chuyện mà để nói câu chuyện tình yêu lớn hơn nữa thì chắc tôi sẽ mượn âm nhạc bởi một bài rất là hay mà tôi thích sau đây. Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh, dựng đồng vuông sống giác hai bình, nhìn trùng dương hát cao nhỏ lành. Đất nước tôi, dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn. Đất ơi, đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi. Tôi yêu những sông Trường, biết ai tình ở dòng sông Hương. Sống nó đây là nhớ Cửu Long, máu sông Hồng đỏ vì chờ mong. Người yêu thế giới làm sao chẳng cánh chim ngàn nhìn chung Nam Bắc kết hạ làng.